bên này choàng cả bên kia. Một bài thơ như thế làm vào lúc học lớp 8 phổ thông thì không đáng khuyến khích một chút nào. Nhưng sau 30 năm thì tôi đã in lại bài thơ này và nó cũng được một số người nhớ, trong đó nó là một kỷ niệm đầu đời khi tôi bước vào thơ. Ý kiến thứ hai là cảm xúc. Tôi thấy ngày thơ hôm nay tôi về dự ngày thơ lần này là lần thứ 5. Mỗi lần tổ chức ngày thơ hoành tráng hơn, theo cách nói hiện nay tổ chức chính quy, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Có rất nhiều khách thơ của Trung ương về dự, có công chúng tham thơ, có đặc biệt có đông đảo các bạn hiến thơ của tôi ở Vĩnh Phúc. Và cái nơi mà tổ chức có thể nói là thánh đường của thơ ca chính là đem về các trường học. Không có một thánh đường của thơ ca nào tuyệt vời hơn là đem ngày thơ tổ chức ở các trường học. Vì ở đây tôi biết là có rất nhiều em say mê môn văn chương, dành cho văn chương những tình cảm rất tốt đẹp, không phải cho chữ nghĩa mà cho chính cuộc đời. Vì quá yêu say mê cuộc đời mà yêu văn chương, tôi được kéo lá cờ thơ với một em học sinh lớp 11 giỏi nhất văn của trường Vĩnh Phúc. Đấy là niềm tự hào của chính tôi, bởi vì mái trường Trần Phú, mái trường Bến Tre của chúng ta sẽ còn nhiều nhà thơ được trưởng thành sau, tiếp tục tiếp sau hơn nữa. Đấy là điều chắc chắn và đó là niềm vinh quang của chúng tôi nhớ đến chờ đợi ở thế hệ sau. Thứ hai, tôi muốn nói về tổ chức ngày thơ. Một trong những ngày thơ tổ chức rất có ấn tượng là ngày hôm nay, tổ chức bài bản chính quy mà ngay cả Hội Nhà văn Việt Nam của chúng tôi vừa mới hội ý mấy anh, rất đáng học tập. Vì nghi lễ rất trang trọng, rất chuyên nghiệp, bởi vì chúng ta tôn trọng thơ ca chính là tôn trọng thơ và thơ của dân tộc, tôn trọng di sản văn hóa của dân tộc. Bởi vì chúng ta quá yêu con người cho nên chúng ta tiến hành những nghi lễ trân trọng thơ ca để trân trọng con người, qua thơ ca gửi thông điệp đến con người, tình yêu con người. Đấy là cái điều tôi học được ở cái ngày thơ hôm nay. Vâng, thưa nhà thơ Hiếu Thịnh, quả thật là sau một thời gian hết sức ngắn gọn thôi, nhưng mà thầy nhà thơ đã chia sẻ chúng ta rất nhiều những cái tình cảm xưa cũ và trong thật sự là trong đáy lòng của chính nhà thơ. Bây giờ kính thưa nhà thơ, có rất nhiều những đại biểu, đặc biệt là quý thầy cô các em học sinh rất muốn là nhà thơ Hiếu Thịnh sẽ đọc một bài thơ viết về mái trường. Tôi chưa có một bài thơ nào viết. Cái bài mà tôi viết ở cái trường Trần Phú thì nó lại không phải ở Vĩnh Yên, viết về trường ta. Đó là cái viết về một cái trường Trần Phú, đi qua một nghĩa trang. Nghĩa trang đó là nghĩa trang của tỉnh, rồi trường Trần Phú mới ở trên. Hàng ngày chúng tôi phải đi qua nghĩa trang của tỉnh rồi mới bước vào lớp. Thì đấy là bài thơ thứ hai mà tôi viết lúc còn đang đi học. Bây giờ chỉ nhớ còn được mấy câu thôi. Thơ tình thì nhớ dai, nhưng mà thơ về chung chung tôi đi. Tôi có một khuyết điểm mà biết tình yêu thì nhớ, nhưng mà thơ viết chung thì lâu lắm nhớ rồi. Đại để cái bài thơ nó như thế này: trường con trên đỉnh dốc, mộ cha trên mộ cha ở lưng dốc, trường con trên đỉnh đồi gì đó tôi không nhớ lắm, chỉ còn nhớ hai câu thôi. Đấy, tức là người bạn có tôi ở lớp học tôi có một chị tên là chị Nguyễn Thị Chén, bố chị là liệt sĩ để mộ ở trong cái trường đó, và mình cứ đi qua nghĩa trang hàng ngày để vào lớp. Đấy là một cái tứ thơ ấy. Thế mà bài thơ được in lần đầu tiên trên báo Người Giáo viên Nhân dân năm 1962. Bài thơ chỉ có 8 câu. Thưa các anh chị, tôi lấy nhuận bút được 4 đồng. 4 đồng là ăn cả một tháng học sinh lúc bây giờ, ăn thoải mái hoành tráng đấy. 4 đồng to lắm.
Lương cán bộ chỉ có 16 đồng thôi, mà một bài thơ in trên báo của Giáo viên Nhân dân là 4 đồng, bằng 1/4 tháng của cán bộ của nhà nước. Thì tôi xin lỗi là tôi không thuộc lâu quá rồi, câu hỏi cũng đột ngột, cho nên tôi không nhớ hết được. Bộ cha ở lưng dốc, trường con trên đỉnh đồi, cái ý thôi tôi cũng phát triển mãi, phát triển mãi. Vâng, thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, dường như tất cả các quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh trường trung học về Bến Tre mến yêu đang rất là, hình như là đang rất nóng lòng muốn được lắng nghe nhà thơ Hữu Thỉnh thể hiện một bài thơ trữ tình nữa. Nhà thơ sẵn sàng không ạ? Quý vị, các em học sinh ạ. Mọi người, thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, là xưa kia như sự chia sẻ của nhà thơ Hữu Thỉnh, chúng ta thấy là cách tỏ tình, tỏ bày cái tình cảm của thời các bác, các chú, các nhà thơ ở phía thời trước ạ, khác với bây giờ. Rất tinh tế nhưng vô cùng là để lại nhiều cảm xúc. Bây giờ các thế hệ học sinh rất là nóng lòng muốn lắng nghe một bài thơ nữa, chưa nhà thơ Hữu Thỉnh. Bài thơ này thì chưa có đăng báo và mới sáng tác thôi, chưa có đăng báo ở đâu cả. Tôi kê cho xem văn nghệ, tôi thấy có một nghệ sĩ ngắt một chiếc lá ở bất kỳ một cái cây nào đó mà biến thành một chiếc kèn môi. Tôi nghĩ rằng với tài hoa của một nghệ sĩ có thể biến cả một khu rừng thành một cái cây đàn của thiên nhiên. Và đấy là đầu đề cái bài thơ là tiếng kèn lá, kèn lá. Khi đôi môi biến rừng thành kèn lá, thì trên đỉnh thác kia cá cũng hóa rồng. Một bên là dòng sông, một bên là yếm thắm. Yếm thắm là gì mà tiến lụy cả dòng sông. Đời lắm dốc, em tháo duyên che nắng, mây nhầm đường rẽ về phía lưng ngóc. Các nàng học sinh ở đây, rồi đây sẽ làm cho mây của thiên hạ nhầm đường vô cùng, vì ai cũng có một tấm lưng ngóc. Vâng, thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, một câu hỏi cuối cùng mà tất cả quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn được nhà thơ chia sẻ trên sân khấu, đó là nếu muốn nói một điều với các thế hệ học trò thầy cô ở nơi mái trường Bến Tre thân thiết này, thì nhà thơ sẽ chia sẻ một điều gì, thưa nhà thơ? Trường Bến Tre lần đầu tôi thì học cũng ở Bến Tre, nhưng mà bước vào cái trường này thì hôm nay là lần đầu tiên tôi chỉ đi qua đường thôi. Tôi gọi nó một kỷ niệm hôm nay với vật lý. Lúc đó đang chiến tranh ác liệt thì trường Bến Tre đã chuyển từ Nga, đúng không, về đây rồi. Và trong một cái đêm địch đánh B-52 ác liệt vô cùng ở Hà Nội, mà tôi thì phải đi qua Hà Nội với xuống chèm để đi làm báo. Lúc đó tôi làm báo ở Thiết Sát, thì tôi đi qua, đi thế nào, đi qua cây sắt ngoài bên tường cổng trường Bến Tre, đi với một người mà sau này không thành vợ thành chồng. Tôi đi đạp xe đạp từ núi Đanh đi làm báo, đi qua đây gặp người yêu trong chốc lát, đi qua cổng trường là người yêu mặc áo trắng quá, không sống cầm vào tay, bởi vì cầm vào tay mà mình để lính xe tăng mà nó bụi bặm thế này, sợ là nó bẩn với áo, nó in dấu vào áo, thì ngày mai không biết là cô sẽ bị cơ quan kiểm điểm như thế nào đó, cho nên mình không dám cầm tay. Và thưa các chị, chỉ có phút chốc ghé qua người yêu, thăm người yêu một chút, rồi tôi đạp xe qua Hà Nội, xuống chốc đập bơi đông hai, qua Bến Chèm, rồi đi về phía Hòa Bình để có tờ báo ra tức khắc. Đấy là một cái kỷ niệm tôi đi qua cái trường Bến Tre, qua ngoài vườn thôi, chứ còn hôm nay mới được về chính đây. Thì tôi có cảm giác như thế này, tôi không ngờ ở Phú Yên có một ngôi trường đẹp như thế này, hàng trang đẹp. Ao ước của tôi là giá tôi được trẻ lại 60 tuổi hay là 50 tuổi để có thể trở lại làm học sinh của trường Bến Tre. Tôi rất vui được giới thiệu về thành tích rất nhiều học sinh, tỷ lệ học sinh vào đại học của trường Bến Tre rất cao, học sinh Bến Tre rất nhiều em giỏi văn,
và rất nhiều em hiện nay đã trở thành những cán bộ khoa học, những nhà lãnh đạo của tỉnh và của trung ương, truyền thống của học sinh Bến Tre rất là vẻ vang. Cùng lúc như với trường kết nghĩa với trường Bến Tre, có một trường gọi là trường Vĩnh Phúc ở thị xã Bến Tre, thành phố Bến Tre cũng như thế này. Người ta không thể tưởng tượng được rằng ở Vĩnh Phúc lại có một trường là trường Bến Tre. 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội ở Bến Tre, tôi nói với các bá rằng con ở Vĩnh Phúc có một trường Bến Tre. Bá bảo Vĩnh Phúc ở đâu? Bảo xa lắm bá, ở miền Bắc. Miền Bắc ở đâu? Ở rất xa. Má nói một câu như thế này: nó có xa bằng từ đây ra Huế không? Tức là trong bao nhiêu năm chỉnh lý phân tranh, bao nhiêu năm người Việt Nam chỉ có thể biết rằng Huế là nơi xa nhất thôi, còn sau Huế thì không biết có đâu. Cho nên ở trong cái phía Nam ấy, ở đồng bào miền Nam ấy, là nó là xa đến Huế là cùng, chứ không còn nghĩ là có một nơi xa hơn, đó là Vĩnh Phúc. Cho nên tôi bảo tôi là con, cho nó là con ở Vĩnh Phúc, và ở Vĩnh Phúc cũng có một trường Bến Tre, thì các bạn xúc động vô cùng. Các em ơi, các em mới tự hào rằng mang tên học sinh ở một cái, mang tên một cái địa phương anh hùng đồng khởi, anh hùng và bậc nhất của đất nước. Tôi nghĩ rằng các em có ý tưởng, xin chúc các thầy các cô và các em phát huy truyền thống của trường, phát huy truyền thống của quê hương Bến Tre, học giỏi, dạy hay, và nhất định là chúng ta sẽ chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác anh chị. Vâng, thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, hy vọng rằng sau chương trình này, nhà thơ Hữu Thỉnh đã dành chọn tình cảm thời gian về đây để dự ngày thơ tại Vĩnh Phúc. Thì sau chương trình này, nhà thơ sẽ trở về thủ đô Hà Nội, sẽ có nhiều cái cảm xúc để viết lên một ngày nào đó quay trở lại mái trường Bến Tre. Phú Yên sẽ có những bài thơ hay gửi tặng thầy Lê Thị Trường. Xin được kính chúc nhà thơ của toàn thể gia đình sang năm mới nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa. Trở lại thì chắc chắn dám xin hứa sẽ trở lại, còn có làm thơ hay hay không thì không dám hứa, vì thơ khó vô cùng. Cho nên sẽ trở lại, nhưng mà không dám hứa là sẽ có thơ hay, bởi vì may lắm trời có thương cho thì mới có thể có thơ hay. Tôi nói thật với các bạn. Xin cảm ơn nhà thơ Hữu Thỉnh ạ. Xin chúc nhà thơ là tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và văn nghệ của tỉnh, của đất nước Việt Nam chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay lớn nữa thưa quý vị và các bạn. Vâng, bây giờ